Xin được chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chém Gió Nhiếp Ảnh của AlphaCrew. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái một cái thể loại ảnh mà mình thấy các bạn hỏi mình rất là nhiều trong thời gian gần đây, đó chính là High Dynamic Range, hay còn gọi là hình với những cái dải sáng nó rất là phức tạp. Gần nhà mình nè các bạn, thì cái này khu mình sống thôi, có một cái cây xăng nó bị phá sản. Đây, cây xăng Shell rất là nổi tiếng mà bị phá sản. Nó đóng cửa rồi, thì rất là nhiều chiếc taxi lại đây nó đậu á. Thì cái tông màu của nó ra màu vàng rất là nhiều. Taxi New York mà màu vàng, cho nên mình quyết định là ra đây chụp một bộ HDA để mà chia sẻ với các bạn. Nếu mà dịch chuẩn ra theo tiếng Việt Nam á các bạn, High Dynamic Range có nghĩa là một cái dải ánh sáng rất là lớn, giống như là cái sự khác biệt giữa một cái vùng tối với một cái vùng sáng là nó rất là nhiều. Ví dụ nha, hình mà các bạn chụp thiếu sáng thì tất cả những cái chi tiết trong cái vùng tối đó nó sẽ bị mất đi. Và tương đương với việc mà các bạn khi mà các bạn chụp dư sáng á, thì hình trong cái vùng cháy sáng nó cũng sẽ bị mất đi những cái chi tiết đó. Và những cái bức ảnh ở cái thể loại này nó khác biệt so với những cái thể loại khác là nó có thể giữ lại tất cả những cái chi tiết mặc dù là nó có bị cháy sáng hoặc bị tối. Chụp ai đây? Chụp ai đây? Còn ai nữa? Còn có thể chụp ai được nữa. Đó là cái khái niệm cơ bản của cái hình HDR thôi. Còn bây giờ cái cách mà mình tạo ra nó là như thế nào? Nếu các bạn muốn đơn giản thì cái chụp bằng điện thoại hoặc là chụp bằng những cái máy mà nó có sẵn. Còn mình thì mình sẽ chụp 3 tấm ở 3 cái mức độ ánh sáng khác nhau và mình đem về mình merge nó vô, có nghĩa là mình lồng ghép những tấm hình này lại thành một tấm hình, thì nó sẽ giữ lên chi tiết của những vùng sáng vùng tối và nó sẽ làm cho một tấm hình của bạn nó ra được ánh sáng nó là đồng đều với nhau hết. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn là mình sẽ set máy như thế nào. Cái độ mà mình chụp hiện tại ở trong cái thời điểm bây giờ là AV, mình cũng sử dụng AV là chủ yếu thôi. Thì có nhiều bạn nói cho mình ý kiến là mình chụp AV thì không có được chuyên nghiệp. Thì chuyên nghiệp hay không thì cũng không quan trọng với bạn, quan trọng là mình cảm thấy dễ chịu khi mình chụp cái chế độ này. Ok, mình đang ở chế độ là ưu tiên cổ độ nha các bạn. AV mình bây giờ mình bật máy lên và mình cho các bạn coi. Đây, thì khi các bạn để cái thước đo sáng của các bạn ngay đây nè, các bạn bấm vô cái nút ở giữa nè, bấm vào nút chọn nè. Đó, bấm vào nút chọn thì nó sẽ hiện lên cái này. Và khi các bạn lăn cái bánh xe này á, thì nó sẽ thay đổi cái vị trí của cái thước đo sáng, đúng không? Nhưng mà mình không có vặn cái bánh xe này. Có những máy sẽ khác, nó sẽ set khác nhau, nhưng mà cái này trong phần setting đa số mà các bạn mua máy về là nó sẽ như nhau hết. Mình không có vặn bánh xe này, mình sẽ vặn bánh xe trên đây. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ tạo ra một cái cây thước mới, tạo ra một cái cây thước mới ở vùng ở dưới. Thì mình muốn cho cái độ sáng tối ở ba bức hình là nó khác biệt nhau như thế nào thì mình chọn ở đây. Mình chụp HDR, mình muốn cho nó sáng tối thật là nhiều luôn. Ở đây là một stop, mình muốn cho nó ở giữa một stop với hai stop. Có nghĩa là cái sự khác biệt của một tấm hình sáng và một tấm hình tối nó sẽ là như vậy. Thì khi mà bạn vặn cái bánh xe này nó hiện cái cây thước ở dưới lên á, có nghĩa máy của các bạn sẽ chụp ra ba tấm ảnh ở ba cái mức độ ánh sáng khác nhau. Thì mình sẽ chỉnh cái tiếp theo là cái drive. Ở cái phần drive nè mấy bạn, đó. Khi các bạn bấm vô cái chữ drive nè, bấm vô cái chữ drive. Mình để mình lấy nét lại cái khi mà các bạn bấm vô cái chữ drive nè, đó, thì nó sẽ hiện lên cái nút, thì các bạn chọn là cái này, cái chụp liên tục. Nó cũng hiện lên là ba cái tấm hình, ba bốn tấm hình nó chồng lên với nhau, đó là cái chế độ chụp liên tục. Thì khi các bạn để ở cái chế độ này nha. Ví dụ giờ mình lấy nét mình chụp thử, mình chụp rồi, bạn lấy nét được rồi, khóa nét được rồi nè. Đó, thì bạn bấm nút chụp xuống và giữ luôn. Thì máy nó sẽ chụp 3 tấm. Các bạn nghe cái tiếng kịch 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 của cái tiếng cuối cùng á, nó ở một cái tốc độ chậm hơn. Tại vì nó đo sáng và nó sử dụng những cái chức năng nhân tạo để nó làm cho cái vùng tối nó trở nên sáng. Có nghĩa là những cái vùng ánh sáng bình thường nó sẽ bị cháy hết. Thì nó chụp 3 tấm kịch kịch kịch. Tấm thứ nhất nó chụp rất là lẹ, là thiếu sáng. Tại vì nó chụp nó sử dụng cái tốc độ rất là lẹ để nó chụp thiếu sáng các bạn. Tại vì khi mình sử dụng chế độ ưu tiên cổ độ thì cái cổ độ mình không thay đổi. Thì cái, nó chỉ là tốc độ thôi, và khi các bạn nghe được cái tốc độ này thì các bạn sẽ biết. Cái thứ hai là nó chụp đúng sáng bình thường thì nó chụp với cũng cái màn chập nó gập xuống bình thường. Cái thứ ba là nó sẽ sử dụng một cái tốc độ rất là chậm để nó cho rất là nhiều ánh sáng đi vô cái sensor của máy ảnh và nó làm cho bức ảnh của mình bị cháy sáng và những cái vùng tối nó sẽ trở nên sáng đúng hơn. Thì nó sẽ chụp kịch kịch 3 tấm như vậy đó. Thì cái này là cái cách mà mình chụp để mà mình đạt được 3 tấm ảnh ở 3 cái mức độ ánh sáng khác nhau. Và khi mình đem về máy Lightroom mình sẽ chuyển cho nó, mình sẽ merge 3 tấm hình này lại thành 3 tấm, thành 1 tấm ảnh. Này giống như là bãi rác xe taxi nha bạn. Mấy xe taxi ở đây nó hư hết rồi, cho nên mình muốn làm gì mình làm.
Đó, khi mà mình set máy vậy thì các bạn thấy không, mình sẽ chụp, mình sẽ chụp liên tục. Là bây giờ ví dụ mình chụp nè, là nó sẽ chụp bụp 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 3 tấm. Các bạn có bấm hơn nó cũng chụp chỉ 3 tấm thôi, thấy không? Nó chụp 3 tấm thôi. Lý do tại sao? Là tại vì khi mình set máy vậy á, thì các bạn set máy vậy á, máy nó sẽ đo sáng ở một cái điểm, xong rồi nó sẽ cho ra 3 cái ánh sáng, 3 cái exposure khác nhau. Cái thứ nhất á, là thiếu sáng, cái thứ hai là đúng sáng, cái thứ ba là dư sáng. Thì khi mà bạn trộn ba cái tấm hình này lại, những cái điểm mà nó bị thiếu sáng á, nó sẽ sáng lên một chút để cho nó ra chi tiết. Còn những cái điểm mà nó bị dư sáng, bị cháy sáng á, thì nó sẽ cho tối lên một chút để ra chi tiết. Còn cái điểm đúng sáng thì nó giữ đúng sáng thôi. Một lát nữa mình về mình làm trong Lightroom thì các bạn sẽ thấy. Các bạn khi mà các bạn đi chụp hình nó cũng vậy, mình phải chụp ở rất là nhiều góc độ, nhiều cái khác nhau mình mới thấy được góc nào đẹp. Thì mình đè ra mình chụp tiếp thôi. Thì đi, bây giờ mình thấy là chụp góc từ dưới lên là tại thấy được bầu trời á đẹp, cho nên mình kêu người mẫu mình làm vậy tiếp để mình chụp từ dưới lên tiếp để mình lấy được bầu trời tiếp. Đó, các bạn thấy không? Rồi, cái này Ngân chụp cho mình đó, cái này mình chụp cho Ngân nè. Thì các bạn sẽ thấy tất cả những cái sản phẩm mình là một tấm nó sẽ dư sáng nè, tấm nó sẽ thiếu sáng, một tấm sẽ đúng sáng nè, các bạn thấy không? 1, 2, 3 đó, tiếp 1, 2, 3 tấm này thì từ dưới lên quá thấy cái đùi nó hơi bự nè, 1, 2, 3 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, đó các bạn thấy không? Rồi khi mình về mình ghép nó lại thì một lát nữa mình sẽ dùng Lightroom để mình ghép cho các bạn coi. Dạ, bây giờ mình sẽ đưa các bạn vào máy của mình và mình làm. What's up mấy bạn? Bây giờ mình đã vô máy rồi nha mấy bạn. Đây là cái shot hình nãy mình chụp ra. Thì như các bạn thấy nó sẽ chụp 3 tấm ở 3 cái ánh sáng khác nhau nè, các bạn thấy không? 1, 2, 3, đó, như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ lựa 3 tấm nào mình thấy đẹp và mình muốn xử lý á, thì mình chụp. Cái khi mà các bạn chụp này cũng nên chú ý là nó người mẫu mình đừng có thay đổi cái dáng đứng quá nhiều. Nhiều khi cái máy nó sẽ không có đọc được á và nó sẽ bị rối đời hình đó. Đây, bây giờ mình làm thử tấm này cho các bạn coi nha. Thì nó sẽ chụp 1, 2, 3 nè, các bạn thấy không? 3 tấm ở 3 cái ánh sáng khác nhau. 2, 3, đó. Thì mình sẽ lựa 3 tấm đó, hoặc là các bạn muốn lựa hơn 3 tấm cũng được nếu mà các bạn có hơn 3 tấm. Nhưng mà mình cảm thấy là mình chỉ cần 3 tấm thôi, tại vì 3 tấm nó sẽ merge lại. Thì các bạn bấm nút Shift xuống, Shift hoặc là Control, Shift nè, thì nó tới đây luôn. Còn Control là các bạn chọn từng tấm á. Thí dụ mình chọn 2 tấm nó xa nhau quá thì mình bấm Control, còn bấm Shift là nó sẽ tự chọn. Bây giờ mình bấm Shift nha, thì nó sẽ tự chọn qua như vậy luôn. Rồi, thì các bạn sẽ bấm chuột phải, right click. Rồi, các bạn sẽ vô phần Photo Merge, các bạn bấm HDR là nó sẽ tự merge cho bạn tấm HDR ra. Nếu mà muốn Panorama thì mai mốt mình sẽ chia sẻ các bạn cách sau. Còn nếu mà các bạn thấy nó hơi nhức đầu á, bạn bấm này nè, phím nóng nè, Control H nè, là nó sẽ tự ấy cho các bạn. Mà mình chỉ các bạn cách này thì nó dễ hơn. Bấm vô, tự động Lightroom nó sẽ merge cho bạn ra một tấm hình như sau. Mình không có degauss nha các bạn. Đó, thì nó sẽ merge cho bạn ra một tấm hình HDR nè, mấy bạn thấy không? Là cái khoảng sáng với cái khoảng tối này kia nó đều là như nhau hết. Cái này là Lightroom nó có auto align nè, là nó tự làm cho align, mình cần nó align cho mình. Tại vì cái sự người mẫu của mình nó có di chuyển một chút cho nên cái phong hình nó sẽ bị khác một chút. Đó là do tại sao các bạn thấy là tóc nó có một tí khác nữa không? Có một cái line ra đó. Nhưng mà không sao hết, những cái tấm hình HDR thì mình phải chịu cái vấn đề đó thôi. Auto tone thì mình sẽ tắt đi, tại vì mình muốn bản thân mình sẽ kiểm soát cái vấn đề này và mình chỉnh cái ánh sáng màu sắc theo mình thích. Thì khi các bạn tắt auto tone đi thì các bạn sẽ thấy là những cái tối nó sẽ tối lại một chút. Thì nói chung là bây giờ merge ok, nó sẽ ra cho bạn một tấm hình đại loại như sau. Đây, khi mà nó create cho bạn một tấm hình đó, các bạn phải ra tới phần cuối cùng nè thì mới lấy được tấm hình đó, đúng không? Khi bạn lấy được tấm hình đó thì mình sẽ cho các bạn coi được cái sự khác biệt kinh hồn của nó khi mà mình chỉnh. Khi mà các bạn tăng cái vùng sáng này thì không có cần lắm đó. Khi mà các bạn tăng contrast lên nè, các bạn giảm cái phần highlight nè, thì các bạn thấy chi tiết của nó giữ lại tất cả những cái chi tiết trời mây này kia là giữ lại hết. Shadow nè, khi các bạn tăng nè thì các bạn thấy chi tiết nó cũng giữ lại được rất là nhiều so với lại cái lúc mà nó không có nè. Đó. Thì đây là cái điểm mạnh của những tấm hình HDR thôi các bạn. Đó là nó giữ lại rất là nhiều chi tiết của bức hình. Mình cũng không có theo cái thể loại này. Lý do là tại sao? Lý do là bây giờ mình cứ chỉnh tấm hình này thôi nha, các bạn cứ coi. Lý do là mình chụp người rất là nhiều. Và khi các bạn chụp HDR mà các bạn chụp người á,
thì nhìn cái người mình nó bị hơi có phần là nó dài dài một chút. Thì đó là lý do tại sao mình không có thích chụp HDR. Chứ còn mấy bạn thích thì vẫn chụp được thôi, không có sao hết. Thì có rất là nhiều cách để mà các bạn chụp HDR nha các bạn. Nhưng mà mình thấy á, theo như mình á, thì mình làm cái cách này là nó dễ nhất. Cùng với đó là nó cho ra cái chất lượng hình là tối ưu nhất. Tại vì nếu các bạn chỉ dựa vô cái máy mà để các bạn chụp thôi, thì cái máy nó cũng có cái chế độ HDR. Khi các bạn chụp thì nó cũng làm y chang giống mình vậy đó. Thì cái này mình làm nó hơi rắc rối hơn một chút, nhưng mà nó sẽ cho ra cái tấm hình nó vừa ý với bạn hơn. Thì đây là cái cách mà mình chụp HDR, chia sẻ với các bạn, nói với các bạn cái khái niệm HDR là gì, rồi xong rồi mình chụp cho các bạn xem, rồi mình xử lý tấm hình cho các bạn xem. Ok, rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha. Nếu các bạn có câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp, các bạn có thể để lại dưới phần comment của mình. Thông tin của mình, Facebook này kia mình để ở dưới phần description hết, các bạn có thể xuống dưới và xem. Và nếu các bạn có muốn coi bạn này ăn uống hay là chia sẻ những cái bình thường về đời sống của các bạn, nhớ quay lại channel của mình. Các bạn nhớ subscribe để khi nào tụi mình có video mới các bạn có thể xem được. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Bye. Bye.